gì nó dở mình ráng nghe cái ráng nghe hả? Ừ. Thái đẹp. Cây tơ năm nào mà ông làm thái nha, đẹp. Này em đi vô đi 50. Trời ơi. Mấy cây nó xong vô rồi. Cắt lại không? Cái đó nó cũng sao á. Nhìn nó xanh hơn nó không gỡ. Cái này cứng. Này dám thầy không xịt bệnh nữa à. Này dám không cắt tao mà thầy xịt bệnh nữa phải không? Xịt bệnh thì tốt. Chứ không nha. Mới xịt ngày qua nè. Dạ. Đợi tôi xịt rồi cái trời mưa. Mấy ngày là 2 ngày. Mưa 2 ngày. Ờ trời mưa giả thuốc. Chiều đi mua thuốc về xịt tiếp nữa. Nói rồi. Mình gõ như vậy là mấy tuổi? Con hả? Ừ. Cắt cái này là chung chắc cỡ 8 tuổi á, tại vì đi hàng chợ. Còn cắt hàng đóng thì yếu hơn. Đóng cỡ 7 tuổi rưỡi. Gõ gõ như nghe như trái không mới gõ là cắt được bụp 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 tớ nhiều hơn. Mình cắt mình ăn thì thôi, mình để từ từ. Thì nó rụng ăn nha. Nó rụng ăn thì nó không ngon nha, nhưng mà con ăn trái sống để chín nó mới ngon nha, nó mới dẻo. Rụng ăn nó bị bở, nó không phải là bị bở mà nó hơi có vị đắng rồi. Vậy khoảng cỡ 1 tuần nữa. Cái cây đó cỡ 1 tuần nữa ha. Cây đó tại nó ra hơi sao á. Bữa nay ông ấy ông không xuống à. Ông làm này nè, ông làm ruộng. Ông nói ông làm hay á. Nó bụp bụp như cháy đó vậy. Nó chứ tùy theo loại cắt. Loại này thì cắt dễ. Chỉ có chuồng bò với là cái khó nhất xí sáu hũ. Cái giống nó giờ đâu có nghe nói nữa ha. Dạ cũng có chứ. Người ta cũng có con trồng chứ. Ở dưới con người ta cũng trồng nhiều. Bữa nay, ủa à, bữa nay ông thầy ông nói là ông nghỉ tiết đầu mà ông thầy không xuống hả?
giữ cửa. Có con cây ngoại là trái mê nhất. Quá trời cây đó luôn. Cây đó còn 40 cái á. Dạ. Đang đợi nó chưa biết loại này, đầu tiên. Ừ. Nhưng mà chưa biết mà làm bài bản gì rồi thôi, được rồi đó. Làm chung với cái kia chứ. Không, cái nói này là nó phải đi riêng á. Riêng á, đi chung không được. Đi chung là bị ao. Ơi, bên đây có con cây nó nhảy qua luôn đi rồi đi ra luôn. Còn clip này em chưa cắt nữa. Ủa? Bên đây. Ủa? À. Đây có còn. Vậy hả? Cái nó cọc cọc vào nó cũng cắt cho nên mình không có nghe hiếu được. Tùy theo cái người gõ người ta mới cảm nhận được. Mình không cảm nhận được. Đi gõ này mấy năm rồi. Trời ơi, ổng đi cái hồ riêng mười mấy năm rồi. Dạ. Cha mẹ là mua hai mấy năm. Giờ tới con là rồi cái nhà nó đi cắt cái xong rồi cái nó chuyện nghề nó lấy nghề của ông bả rồi. Dạ ông bả về hưu rồi, ông bả làm vườn rồi. Làm vườn gì? Là mừng vậy nè, múa trên mẹ cái bè. Mẹ con trẻ, mẹ con mới 48 tuổi à, 1978 á. Cha thì 1976. Dạ. Mẹ nhỏ quá. Dạ. Nhỏ mà hai xui rồi. Ba đứa con mà hai xui rồi. Mười 18 tuổi cái tới 20 tuổi đẻ con. Con có con chưa? Dạ rồi, con hai đứa. Mà tôm 36 tuổi hay ba mấy tuổi làm bà ngoại bà là làm xui là 38 à. 38 tuổi là bà làm xui rồi. Cái này bà 48. Cô chưa có xui vậy. Đây cây này. Ủa, cây này nè. Cây này xong rồi qua clip đó. Cây này là con thích nhất nè. Cây này quá trời trái luôn. Cái này không có cắt chưa? Dạ cắt ít. Không có cắt chứ cắt mười mấy trái à. Có con cây của cô để lại là hơi chậm hơn xíu. Để mình ăn mà mình gấp gì? Để cho nó già già cho nó ngon. Dạ. Móng tay vẫn hồn quá. Không lên trên cắt trước. Các hàng chợ em ơi. Sao mà về vợ đánh nè nha. Về vợ đánh thấy nè. Mày chụp xong rớt vô mặt mẹ cái là bảo quay mấy hai á bên Thịnh. Mày hoài luôn thì không có gì. Hết.
chá cỡ vậy á cô, bụp bụp vậy á đó.